Ok, hello, chào 83.000 người anh em đã đăng ký kênh YouTube Sơn Dược Vlog của anh em chúng mình. Chỉ còn 17.000 người đăng ký nữa thì kênh mình đã đạt được 100.000 người đăng ký kênh. Thì mình vẫn giữ lời hứa lúc trước mình đã nói, thì khi nào kênh mình đạt 100.000 người đăng ký thì mình sẽ trích ra 10 triệu trong cái doanh thu của kênh để hàng tháng mình sẽ đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống. Vì vậy cho nên còn 17.000 người nữa thì mình mong 17.000 người nữa thì 17.000 người đăng ký nó sẽ giúp đỡ mình bằng cách đó là mà các bạn, nếu các bạn đăng ký kênh mình thì các bạn bấm chuông để nhận được thông báo video mình mỗi lần mình up lên. Đó là nguồn động lực để mình có cái nguồn kinh phí để mình có thể đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Không lên ta lên thiên nữa, bây giờ vào cái món mới. Hôm nay anh em mình làm cái món này, cá sấu. Hôm nay anh em làm món cá sấu nướng siêu cay. Hôm nay có một người bạn có cái Facebook tên là Lê Nguyễn, bạn ấy đã gửi con cá sấu này cho anh em mình mới vừa nhận được sáng hôm nay luôn. Con cá sấu này không biết bao nhiêu tiền nữa, bạn ấy mình mua, bạn ấy đặt mua bạn ấy, nhưng mà anh kêu là thôi anh cứ làm được clip đi, tiền bạc không thành vấn đề, miễn là làm clip hay là được rồi. Cho nên mình quyết định mình để cái link Facebook của bạn ấy ở dưới cái phần mô tả video. Anh em nào muốn mua cá sấu thì cứ liên hệ với bạn ấy nha. Trước khi vào việc chính của video này thì mình nhắc lại cái mini game ngày hôm qua là mini game của bạn Duy Milo. Anh em biết Duy Milo không? Duy Milo bạn ấy thắng cái mini game, nhưng mà bạn ấy không có nhận quà, bạn ấy bảo là thôi để trao cho người khác. Cho nên mình quyết định là hôm nay cái video này thì sẽ có hai mini game, hai bạn nào có cái bình luận nhiều like nhất thì sẽ đạt được mini game cho mọi người. Rồi anh em mình bắt đầu thôi. Wow, hôm nay lần đầu tiên mình mới thấy được con cá sấu, để xem cái hàm con cá sấu như thế nào. Lần đầu tiên thấy con cá sấu ngoài đời thật. Wow, nhìn ngầu ghê ha. Nhìn quá ngầu luôn, răng nó kìa. Mấy răng ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nhiều quá, không biết được. Hôm nay anh em mình sẽ úp cá sấu nó tanh lắm, cho nên em mình úp cái gia vị siêu cay. Cái gia vị siêu cay này mình gồm có xả, gừng, củ riêng. Đó, xả, gừng, củ riêng đâu nha, cho anh em xem. Xả, gừng, củ riêng, sa tế, nói chung là siêu cay luôn, ớt phải nhiều, thật là nhiều luôn, quá nhiều nó mới bớt cái vị cay được. Trước khi làm thì anh em mình phải rửa qua một lớp nước rượu nha anh em, lấy rượu anh em mình quét qua một lớp, nhúng qua nước rượu một sơ để cho nó đỡ cái vị tanh, bán mùi tanh của con cá sấu đi. Wow, hấp dẫn luôn, quá ngon anh em ơi, nhìn cá sấu nó có vị đẹp trai đó nha. Biết thôi, cá sấu cá hay cá đực mà đẹp trai không cha? À. Con cá này có vẻ là hơi lâu, con cá tầm cỡ 8 kg. Quay qua, quay qua. Hiểu hiểu, ngậu đầu bên kia em. Để nó rớt xuống là hôm nay trời mưa cho nên em mình qua mượn cái xăng ở nhà chú mình để mình quay con cá sấu này. Wow, con cá sấu này dài cũng tầm 1,5 m. Teo miếng tôn rồi hả? Không sao, bỏ luôn, bỏ miếng tôn luôn. Nhiệt độ quá nắng, quá lớn là miếng tôn của mình nó bị thủng luôn rồi. Cho chén, cho nó bỏ miếng to luôn được, không sao, lỡ rồi. Bữa trước mình chơi gà ấp chảo thì bị lủng cái son rồi. Cái gì? Đầu heo ấp chảo thì lủng cái son, bữa nay chơi cái món này thì lủng luôn cái miếng to luôn.
Ok, tình hình là sau 2 tiếng đồng hồ chờ đợi mỏi mòn, mấy em nhỏ ngồi chờ thiệt muốn tội luôn á. Và bây giờ con cá sấu đã chín rồi. Bây giờ anh em cùng thưởng thức. Tôi không dám ăn trước đâu, để cho lũ nhỏ nó ăn nữa. Rồi. Tội quá, mấy nhỏ đói bụng trưa 12 giờ nãy đông lắm, đứng đông mấy đứa học sinh về. Mời chờ hết nổi về hết rồi anh em. Ô cho tròn trí, trí mặt nó buồn kìa. Nhìn trí mặt nó buồn quá vậy. Rồi cho yên kìa, yên sao mặt thềm quá rồi kìa. Mời xuống con, ăn thưởng thức nha. Ngon không? Trong máy nè. Má biểu cầm nghĩ sao? Mập, mập. Trong máy nè. Thềm kìa, thềm, nhìn mặt thềm tội quá. Đứa nào? Đây, đây, đây. Căng thẳng lắm con. Đây. Néo nha, tôi cũng néo nữa mà. Néo nè. Ai nữa, ai nữa, ai chưa có vô tay? Đây, đây. Đây, con táo bị xí cho em. Đứa nào nữa? Đứa nào chưa có? Con chưa có không? Ơi là chân chân máng và chân anh em mình có một cái nước chấm chuyên nghiệp là ăn món nước này, anh em mình chỉ ăn cái món nước chấm này thôi. Bữa nào mình sẽ chỉ các bạn cái nước chấm nha. Wow, hiểu, ngồi xuống em. Ủa, thấy phê quá, mát mát phê luôn á. Chín chưa bạn, chín chưa? Chín rồi sao chưa rồi. Ui vui nha. Để mình làm thử miếng này. Ừ, làm thử bạn. Tôi chưa ăn mà ông ăn ấy. Cá sấu thì cá sấu nó giống như thịt kỳ đà không ta, ăn thử đi bạn. Con mấy đứa ngồi đây ăn luôn này, con đi đâu chấm nước chấm này con. Coi cây nha. Coi cây. Coi cây. Bà đại gia đình nha. Rồi vô. Làm thử đi ha. Tiết lộ anh em biết là lúc trước mình làm một kênh trên em đứng ngoài là mấy em nhỏ này là diễn viên của mình á. Mấy em nhỏ này. Mấy em sau là toàn là diễn viên của mình hết. Hồi đó mình có làm được nhận một nút bạc YouTube rồi mình nghỉ. Mình chuyển qua kênh này. Ăn đi Bảo, ăn thoải mái đi con, muốn ăn gì ăn đi con. Ê Bảo. Có đầy đủ chưa? Ê bạn cắt cho anh ấy cái đùi đi, cho mấy anh trên kia nhậu đi bạn. Có mấy anh nãy anh lớn anh ngồi nhậu kia mình chưa có, anh chờ nãy tội anh. Coi rớt bạn. Cái đùi này bạn ơi, cắt cái đùi cho mấy anh cũng được. Đây. Ừ đòi bạn đòi. Má nó dài quá. Ngon không? Ngon. Ngồi đây em đi mà. Ngồi xuống đây mấy đứa ơi, ngồi xuống ăn luôn con. Cái dĩa cây không bạn, cây không? Ừ. Ở đây mấy đứa tự chấm đi. Mấy con từ từ con. Bình tĩnh, mấy đứa bình tĩnh, còn nhiều lắm. Từ từ. Còn trong miệng mà chưa hết rồi á. vui. Anh em thấy ở quê mình vui không? Lâu nhỏ chưa bao giờ để cá sấu hả? Mình từ lớn mà cũng chưa ăn cá sấu mà biểu sao mấy em nhỏ không háo hức được. Định ăn đi, ăn gì ăn đi con. Ăn gì đi học. Rồi Thánh đọc ăn đi bạn, hồi nãy bạn chưa thấy bạn ăn á. Tôi lô két cái lũ nhỏ mà. Nhỏ nó cho tụi ăn mà. Ăn đi bạn. Ăn đi Bảo. Ngon không con? Bảo, sao con phát biểu con nghĩ cho anh biết rồi. Ngọt hả? Ừ, cay không? Dạ. Ít cay hả? Ờ. Dai không? Dai tí mực cũng thịt cũng ngọt. Không? Con ăn tiếp đi. Trong đây có ai trước đây đã từng ăn cá sấu chưa ta? Có ai ăn chưa? Đạt ăn chưa? Lần đầu tiên hay không? Để phát biểu cầm nghĩ bữa nay mình chơi phát biểu cầm nghĩ mấy em nhỏ ai. Sao con? Được không Đạt? Cay không con? Không cay. Không cay hả? Mà ăn ngon không? Ngon hay dở? Ít cay phải không? Ít cay chấm mắm con. Không con? Ngon Diễm? Ngon. Trí, Trí sao con Trí? Dở hay con? Dở không dở? Dở hay ngon? Ngon. Ngon hả? Con ăn chưa? Sao bên bạn nhỏ kia có chưa? Không, ít cay mà. Yên không cho em nhỏ kia? Cho em kìa. Đang cầm tay. Đang cầm tay hả? Đâu. Rồi tới bạn Thánh Đồ Trọc ăn đi bạn, dùng đi bạn ơi. Ngon quá. Ngon không? Ngon Yên. Bữa sau làm nữa nha, bữa sau làm con nữa nha. Có hai đầu em đây, tao mày. Rồi. Quá vui anh em ơi. Không biết đâu. Để nó ngồi nó gỡ nó ăn luôn. Rồi để ai ăn từ gỡ đi. Mà mấy con ăn thích cái nào thì mấy con gỡ mấy con ăn nha. Cho nó tự nhiên hơn. Lần lượt đi em, thịt cá sấu. Được không bạn, ổn không? Ê, đưa thịt cá sấu vậy. Ờ hả? Ừ chàng. Cay không con? Ăn đi con, muốn ăn cái nào lấy ăn. Thịt như thịt gà. Ờ. Hơn thịt gà. Đâu bạn vô coi thêm miếng thịt kia bạn. Bạn ăn mà chấm luôn cho được. Đem coi lại miếng. Thề không? Cho mình miếng, để mình zoom cái miếng thịt cho anh em xem. Bạn Duy mà cho mình zoom cái miếng thịt nó như thế nào.
Ui, giống thịt gà quá vậy. Sáng thịt gà. Ui da, ui. Sáng như bông bự. Ui chú cha, để mình làm cái nước chấm thằng Thánh này. Nước chấm này cũng ngon lắm, anh em thấy nó sệt không? Ngon bảo. Ui chú cha. Rất là ngon. Quá ngon. Để mình thử nha. Ui, nhiễm quá. Ừ. Sạch ở chỗ nào? Ngon ngon. Không có sạch đâu. Để nó nhờ. Cá sấu này phải nóng mà mới ngon. Uống bia đây. Bia cho đỡ. Ngon. Món này uống bia ngon á. Mấy đứa ăn này mấy đứa tranh thủ nóng ăn ngon chứ ngùi dở lắm. Rồi chú xí cho. Ừ ăn đây rồi, bạn ăn đi. Không thấy nóng không? Chín rồi, chín rồi. Con. Này, chú cho này. Ăn gì tự gấp ăn, đạt ơi vô đây con. Đạt, con người bên kia nè, con ăn gì con lấy con ăn. Còn nước luôn, còn nhỏ nước luôn á. Dạ, dạ, giữ trong con cá sấu. Đây mình ăn gì giống như ăn tùng xẻo đúng không? Mình thích ăn gì mình lấy mình ăn luôn. Ui, vui già, cái này cái gì đây? Giờ kèm cá được. Nóng quá. Dạ, anh đi, ai ăn gì cứ tự lấy đi. Lấy sấu mà bà em bà. Mà sống đâu, chín rồi. Chín rồi, chín rồi. Ui. Cá sấu anh vô, ăn cá sấu anh. Lâu lâu ở quê mình có một con cá sấu lần đầu tiên trong này, nhiều người thấy thích thú. Anh đã miếng con sấu rồi giờ biết anh. Chưa hai mình đâu. Ngon. Cá sấu này, cá sấu bé một sông. Cá sấu nhà đẹp quá. Anh đi bạn, ăn đi. Quá ngon. Ngon em. Quá ngon. Hôm nay cảm ơn bạn Lê Nguyễn đã gửi tặng mình cá sấu này để cho số mình nhiều bạn chưa biết đến cá sấu ăn rất vui. Hy vọng lần sau bạn Lê Nguyễn có con gì hấp dẫn bạn gửi cho mọi người đó nha. Cháy luôn á. Dạ biết cháy luôn á. Đang mê con cua, đang mê con cua gì ta? Cua cua hòn đế. Cua hòn đế hôm rồi thấy bạn Lê Nguyễn có con cua hòn đế 3,5 kg. Giá 1 kg là 1,6 triệu. Bạn kêu để khi nào bạn bạn phát triển, bạn làm ngon thì bạn gửi mình con cua đấy. Không biết khi nào bạn phát triển, không biết nữa. Ồ, cái đầu thì không ăn được phải không? Cái đầu, cái da thôi. Ồ, gần hết cái sấu luôn rồi nè. Rồi mấy bạn ăn đi, mà đứng ngoài được trong một miếng đó thôi. Ngon mà mấy bạn ăn đi, đông người quá. Quá vui, hôm nay mình làm cái tiếp này. Thấy rất là vui và ý nghĩa luôn mọi người. Công chú gì mà cô có chưa chín mà ông sợ hết cái láo đâu rồi. À sao ông làm sao? Hả? Ông sao? Con cá đặt chạy qua đây, sợ thấy có. Sợ thấy con sấu. À sợ cái sấu chạy đều qua đây à. Ừ. À đi biết không? Để không? Để báo rớt, báo theo vô. Ui. Báo theo. Ui, hấp dẫn quá. Ừ. Hồi nãy mình quên mời cả nhà rồi. Mình ăn mình quên mời đúng không? À, quên chứ mời cả nhà nha. Ngon quá, ngon quá quên luôn rồi. Dạ chú. Sáu chú. Dạ sáu chú. Chú vô làm miếng cá sấu miếng ngon chú. Dạ. Dạ cá sấu sáng bắt qua xong chú. Dạ dạ. Ăn đi con, mấy đứa ớn chưa? Ớn chưa? Rồi thôi anh em, được rồi. Video có thể mình kết thúc tại đây nha mọi người, để mình vô mình ăn với anh em. Tạm biệt anh em. Chào anh em nha. Bye. Chào anh em nha. Bye bye. Chú dễ nha. Chào đi con. Anh em đâu rồi? Chào anh em nha. Tôi chú dễ. Ok.